phiền não hay giáo pháp Như Lai. Kính chào quý khán thính giả và các em thanh thiếu nhi đang lắng nghe chương trình bài học hay của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý phụ huynh, đây là chương trình dành riêng cho các em thanh thiếu nhi. Nhưng Quang Viên kính mời quý phụ huynh cùng nghe kể chuyện với các em để quý vị có thể giải thích những từ ngữ khó mà các em không hiểu. Các em thanh thiếu nhi thân mến, chắc hẳn các em thường nghe người làm ác sẽ phải đọa địa ngục. Thật ra, địa ngục không phải là một cái nhà tù được xây trong lòng đất như chúng ta tưởng tượng đâu. Cảnh giới địa ngục được chiêu cảm ra bởi ác nghiệp của chúng sinh mà thôi. Cõi này là nơi mà tâm thức của những người làm ác sẽ rơi vào sau khi họ đã bỏ thân xác. Những ác nghiệp được tạo bởi tâm hận thù, sân giận tột độ là nguyên nhân dẫn tới cõi này. Những người lúc còn sống thường quen thói sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu, rồi làm việc tai hại, thì họ sẽ phải rơi vào địa ngục. Rồi có những người ngăn cản không cho người khác tu tập, thậm chí còn tìm cách vu oan cho những bậc chân tu, thì chắc chắn họ cũng sẽ bị đọa vào địa ngục. Nỗi thống khổ của chúng sinh trong địa ngục lên đến cùng cực và kéo dài vô tận. Các cách thức hành hạ kẻ làm ác trong địa ngục thì rất khác nhau, tùy vào nghiệp xấu ác lúc người còn sống đã tạo ra. Người cai quản địa ngục được gọi là Diêm Vương. Khi Diêm Vương nghe những tội đồ bị đau đớn kêu khóc thì ông đọc bài kệ như sau: kẻ được thân người chẳng tu đạo, như vào núi báu tay không về. Nay ngươi tự làm phải tự chịu, kêu ca khổ sở có ích gì? Do thương chúng sinh, không muốn ai phải đọa địa ngục, nên Đức Phật dạy con người tuyệt đối tránh xa tội ác để tích phúc cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, Đức Phật chế ra 5 giới cấm để các Phật tử không phạm phải tội lỗi thì sẽ không phải chịu đau khổ trong địa ngục. Hôm nay, cô Quang Viên sẽ kể cho các em nghe chuyện Thủ Huồng. Đây là câu chuyện về một nhân vật có thật, sống cách nay mấy trăm năm, đã từng đi thăm địa ngục và nhờ vậy, ông ta biết thay đổi cách sống, luôn làm điều thiện lành. Ở Việt Nam, vào thế kỷ 18, có một người tên là Thủ Huồng. Ông ta sinh sống ở Châu Đại Phố, huyện Phước Chính, Phủ Phước Long. Tên thật của ông ta là Võ Hữu Hoằng, làm thư lại trong nha môn. Ông ta là một người gian tham, nên gia đình của những người bị tội thường hay đút lót để ông ta tráo sửa hồ sơ. Nhiều khi ông ta còn nhận tiền để vu oan cho kẻ khác, làm người ta bị chết oan ức. Sống gian tham như thế nên sau mấy chục năm, Thủ Huồng đã biển thủ vơ vét được khá nhiều tiền bạc và trở thành một trong những người giàu có nhất vùng. Sự giàu có bằng con đường bất chính ấy của ông ta đã làm cho rất nhiều gia đình phải điêu đứng, tan nát. Vợ của Thủ Huồng lại là người hiền đức, thấy chồng sống gian tham làm gia đình người khác tan nát, vợ khuyên hoài không được nên buồn bã, sinh bệnh và chết sớm, chẳng để lại một đứa con nào. Khi đã quá thừa thải về của cải tiền bạc, Thủ Huồng xin nghỉ việc, về nhà tậu ruộng vườn, sống cuộc đời trưởng giả. Tuy sống sung sướng giữa ruộng vườn bao la, kẻ hầu người hạ đông đúc, nhưng Thủ Huồng chẳng khi nào nguôi nỗi nhớ thương về người vợ quá cố. Một hôm, có người mách cho ông ta biết rằng có một chỗ mà người dương gian và người cõi âm có thể gặp nhau
đó là chợ Mạnh Ma ở tận ngoài Quảng Yên, tức là Quảng Ninh bây giờ. Vào nửa đêm mùng 1 tháng 6 hàng năm, nếu muốn gặp người thân đã chết, người sống cứ việc mang đến chợ một món hàng nào đó để buôn bán. Tin lời, thủ huồn giao ruộng vườn cho người nhà trông coi, gói ghém tiền bạc, lên thuyền đi ra ngoài Bắc. Ông ta làm mọi việc y như lời dặn của người bạn và đã tìm thấy vợ trong chợ Mạnh Ma. Bà vợ cho chồng biết là mình được làm người nấu bếp cho Diêm Vương. Sau một hồi hỏi han nhau, thủ huồn ngỏ ý muốn được xuống xem âm phủ ra sao. Vợ ông ta đồng ý và dẫn chồng đi qua những đoạn đường tối mịt mờ, đầy âm khí ma quái. Xuống tới âm phủ, vợ thủ huồn để chồng trú tạm trong phòng của bà, rồi đi làm công việc của bà ở dưới cõi âm. Trong lúc chờ vợ trở về, thủ huồn thơ thẩn đi thăm thú chỗ này chỗ nọ. Tới chỗ nhà ngục, thủ huồn bỗng rợn người khi thấy nhiều tội nhân đang bị hành hạ bằng cách mổ bụng, cắt chân tay. Sau khi trấn tĩnh, thủ huồn hỏi dò mấy người cai ngục thì được biết những kẻ bị hành hạ đó lúc còn sống trên dương thế đã làm toàn những chuyện gian ác như giết người, cướp bóc, bất hiếu, bất nghĩa, hành hạ người khác, vân vân. Nghe vậy, thủ huồn không khỏi giật mình. Chợt, hắn thấy một cái gông đặc biệt vừa to vừa dài rất nặng nhưng đang để không. Thủ huồn hỏi người cai ngục: "Gông này để làm gì?" Người cai ngục đáp: "Để chờ một kẻ gian ác bậc nhất là Võ Hữu Hoằng, hiện đang sống ở huyện Phước Chính, phủ Phước Long, nước Đại Nam. Tên này khi còn làm thư lại, vì lòng tham không đáy mà đã lợi dụng chức vụ của mình biến trắng thành đen, đen thành trắng, hãm hại nhiều người vô tội, trong đó có không ít người đã bị xử tội chết, bị tù tội hoặc mất hết nhà cửa ruộng vườn một cách oan ức, qua đó có thể chiếm đoạt tài sản của họ hoặc làm lợi cho những kẻ ác đã đút lót cho hắn." Thủ huồn rụng rời tay chân, lắp bắp hỏi: "Vợ của hắn đã chết rồi, bà ta có phải đeo gông không?" Cai ngục lắc đầu: "Không, ai làm người ấy chịu. Vợ ông ta là người tốt, đã xuống đây và đang làm việc cho Diêm Vương." Thủ huồn lại hỏi: "Ông ta phải làm gì để chết xuống đây không bị đeo gông?" Cai ngục đáp: "Muốn không bị đeo gông nặng nề, hắn phải đem hết những của cải bất nghĩa ấy bố thí đi, may ra sẽ được giảm tội." Thủ huồn đem toàn bộ câu chuyện nói lại với vợ. Vợ ông ta cũng khuyên chồng khi trở về dương gian thì nên làm việc thiện để chuộc lại mọi lỗi lầm ngày trước. Thủ huồn chia tay vợ và hẹn 3 năm sau gặp lại ở chợ Mạnh Ma. Trở về nhà, thủ huồn đem tiền, gạo bố thí cho những người nghèo khó. Sau 3 năm, ông ta đã phát tán tới 3/4 cơ nghiệp cho những việc từ thiện như thế. Đúng ngày hẹn với vợ, ông ta tới chợ Mạnh Ma và lại được vợ đưa xuống âm phủ. Thủ huồn vội tìm đến chỗ nhà ngục thì thấy cái gông nọ đã nhỏ đi khá nhiều so với lúc trước. Ông ta hỏi tại sao, cai ngục đáp rằng có lẽ tên Võ Hữu Hoằng trên dương thế đã biết hối cải, bỏ việc ác, biết làm việc thiện nên cái gông tự động nhỏ đi. Trở về nhà, thủ huồn bán hết nhà cửa, ruộng đất, tài sản. Ngoài việc tiếp tục bố thí cho những người nghèo khổ, ông ta đem một phần tiền bạc xây dựng chùa Chúc Thọ mà dân gian gọi là chùa ông huồn. Ngoài ra, ông ta còn tổ chức nạo vét một cái rạch
ở khu Tân Vàng và bắt một cây cầu đá trên con đường gần sông Đồng Nai. Bây giờ, rạch và cầu này đều được mang tên Thủ Huồng. Sau đó, Thủ Huồng tới ngã ba sông Đồng Nai và sông Gia Định, thuê người làm một cái bè lớn. Trên bè có một ngôi nhà lá rộng rãi, trong đó để sẵn nồi niêu, gạo củi, để những người qua lại ở đây có chỗ tá túc, ăn uống, nghỉ ngơi miễn phí. Dần dà, nhiều người khác cũng kết bè quanh đó để buôn bán, và chỗ này được dân gian gọi là Nhà Bè, tức huyện Nhà Bè ở miền Nam Việt Nam bây giờ. Ở Nhà Bè hiện còn lưu truyền câu ca dao: Ai ơi có đến Nhà Bè, nhớ ơn nước ngọt bè tre Thủ Huồng. Còn Thủ Huồng sau một thời gian làm việc thiện đã không bệnh mà chết. Khi hồn của ông ta xuống âm phủ thì không còn thấy cái gông đó nữa. Sau đó, Diêm Vương cho ông ta đầu thai làm con của một gia đình giàu có nhiều quyền thế và luôn làm việc có ích cho người khác. Các em thân mến, theo luật nhân quả, chúng ta biết rằng gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Thí dụ như gieo nhân là hạt cam, chúng ta sẽ được cây cam và có quả cam. Tuy nhiên, cũng có khi chúng ta thắc mắc tại sao có người làm nhiều điều bất thiện, gây nhiều tội ác mà sao họ vẫn bình yên, an ổn, ăn nên làm ra, sống trong cảnh giàu có sung sướng. Trái lại, có người làm thật nhiều việc phước thiện như bố thí cúng dường, ấn tống kinh sách, quyên góp cho các hội từ thiện, xây cất chùa chiền, lập nhà thương trường học, đắp đường xây cầu mà gặp nhiều tai nạn, gặp nhiều điều bất trắc, bất như ý rồi bị khổ đau. Các em nên biết rằng có những hạt giống gieo trồng thì vài tháng sau sẽ cho quả sớm, nhưng cũng có những hạt giống gieo trồng xong phải đợi một thời gian sau, có khi rất lâu mới hái được quả. Cũng vậy, có những việc chúng ta làm đời trước, đời này mới nhận kết quả hay hậu quả. Có những việc chúng ta làm đời này thì đời sau mới có kết quả. Do làm ác đời trước nên con người gặp khổ đau đời này, chớ có oán hận than trời trách đất. Bởi lẽ mình làm mình chịu, không có ông trời nào, thượng đế nào trừng phạt mình một cách tùy tiện, một cách vô căn cứ cả. Chúng ta thường có tánh đổ thừa là ông bà cha mẹ đã tạo nghiệp rồi cháu con phải lãnh hậu quả, chứ không bao giờ chịu nhìn nhận chính mình đã làm, đã gây ra những lỗi lầm trong kiếp trước, cho nên kiếp này chính mình gánh chịu. Còn những việc phước thiện mình làm trong đời này vì quá ít, quá nhỏ, chưa kịp có kết quả, hoặc đôi khi việc phước đức đã có kết quả nên đã làm cho nhẹ bớt đi những tai nạn mà mình đang gánh chịu, chỉ tại chúng ta không biết đó thôi. Nếu việc phước thiện đã làm nhiều hơn tội lỗi đã tạo, chắc chắn con người được hưởng sự sung sướng, sự may mắn. Nghĩa là sự sung sướng, sự may mắn là do phước báo chính mình đã tạo ra từ nhiều kiếp trước hay kiếp này, chứ không có ông trời hay thượng đế nào thương mình mà ban cho cả. Như vậy, chúng ta phải hiểu luật nhân quả được áp dụng trong ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cũng có những quả báo nhãn tiền, tức là kết quả có ngay trước mắt. Gieo nhân đời này, gặt quả cũng trong đời này. Vậy thì từ đây về sau cho đến trọn đời, các em hãy cố gắng tránh tất cả các điều ác và làm tất cả các nghiệp lành. Phật đã vạch lối chỉ đường rất rõ ràng. Nếu chúng ta làm đúng lời Phật dạy thì được an vui nhiều đời. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng: Chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt,
rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Các em thân mến, cô quan viên mong là các em luôn giữ đúng năm giới mà Phật dạy, luôn biết làm việc thiện lành để không bao giờ bị khổ đau trong cảnh địa ngục. Bây giờ, cô quan viên xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần tới. Này con thơ yêu dấu, muốn xin ra tài nào, vương cung đầy phiền não, hay giáo pháp như lai. Hello everyone, welcome to our program of telling good stories and lessons to children and teenagers on the Bodhi Bodhidharma Society televisions. We also encourage the parents to listening together in order to explain some of the Buddhist terms the children may not understand. Dear children, you may have heard, one who does evil will be punished in the realm of hell. However, hell does not mean it is a physical prison built in the ground of earth that we may imagine. In reality, hell can be understood as a projected reality of torments in which a person experiences the result of his own karma. The realm of hell is where the evil-minded person's consciousness will fall to when his spirit leaves his body after death. The evil karmas a person created by hatred and anger will lead him to the hell realm. Those who often killed other living beings, steal, commit adultery and indecent physical harassment, lie, consume alcohol and similar intoxicated substances, plus conduct harmful acts, and then they will be reincarnated into the realm of hell. Then there are those who interfere and prevent others from practicing the dharmas, or even wrongly accuse respectable monks who earnestly practice the Buddha's teachings. These types of people will also definitely be punished in the realm of hell. The tortures that one has to suffer in hell is extremely miserable, which seems to last eternally. God Yama, who oversees hell, recites this passage when he hears the cries and mourning of someone suffering in hell. One has earned the human's body, yet refused to practice the Dharma, like entering the mountain of treasure, empty-handed when leave. One reaps what one sows. What is the point of complaining about misery? Because of his unconditional love for sentient beings and desire to prevent them from falling into hell, the Buddha taught people to absolutely avoid all evil actions in order to preserve virtues and peace for themselves and their loved ones. The Buddha especially created the five precepts to help Buddhists avoid making sinful mistakes that would lead them to suffering in the realm of hell. Today, we have a fantastic story titled The Story of Tu Hung. This story is based on a real person who actually visited hell about a few hundred years ago. As a result, he learned to change his ways of living for the better by doing good deeds. In the 18th century, there was a man named Tu Hung. He lived in a city called Zhou Dai Fo in Fujian district of Fuglong province. His real name was Ba Hu Huang, who worked as a clerk at the Supreme Court. Tu Huang was an unethical person and often falsified files for the convicts in exchange for their family's bribes. Sometimes he even accepted money to wrongly accuse another person, which caused them to be executed and die unfairly. He lived immorally for a few decades. Then Tu Hung embezzled and extorted a massive amount of money and became one of the richest persons in the region.
His wealth was acquired through unlawful methods, which caused so many families to become impoverished and destroyed. On the contrary, Tou Hung's wife was a gentle and virtuous person. Seeing that her husband is living in greed and ruining other families, she advised her husband to change his ways, but ultimately failed. After many attempts, she was disappointed and eventually became very ill, then died without bearing any child. When Tou Hung finally recognized that his wealth was abundant, he resigned from his position, bought farm fields, and lived in luxury as a landlord. Even though he lived comfortably in the midst of the large land fields, along with many servants, Tou Hung never stopped missing and longing for his deceased wife. One day, someone told him that there was a place where living people and the dead can meet. That place was called Manma Market outside of Wangying City, known as Wangnin in the present time. At midnight, on June 1st of every year, if you want to meet dead relatives, people just simply need to bring a certain item to the market to trade and sell. Tou Hung believed it. He then entrusted his lands and properties to his family to look after while he traveled. He packed money, got on a boat, and navigated to the north. Tou Hung did everything as told by his friend and found his deceased wife in the Manma market. His wife informed her husband that she became the chef for God Yama. After a long conversation with his wife, Tou Hung hinted his wish of wanting to take a tour to the underworld. His wife agreed and led her husband through the dark, ghost-filled roads. In the underworld, his wife had him temporarily stayed in her room while she went to work. While waiting for his wife's return, Tou Hung wandered around to explore the areas. He stumbled on a prison and was frightened to witness criminals being tortured by having their abdomen stabbed or their limbs amputated, etc. After calming himself down, Tou Hung questioned the prison guards and learned that these prisoners had done many evil acts such as murders, dishonest, being disobedient and disrespectful to parents, and tormenting others. Hearing what the guards said, Tou Hung couldn't help but trembled in fear. Suddenly, he spotted a special, massive, and large cane sitting by itself nearby and asked the guard, "What is this for?" The guard replied, "It's waiting for the most evil person to come named Vahu Huang, currently living in Fujian district of the Fuglong province in Dainan country. When he was a cleric at the court, because of his endless greed, he took advantage of his power and position to alter the good to bad, bad to good, causing much harm to many innocent people. Many were sentenced to death, imprisoned, or unjustly lost their homes and lands. Through these methods, he was able to acquire wealth for his benefit or for those who bribe him." Tou Hung was stunned by the revelation and continued to ask, "Does his wife have to wear the king as well?" The guard shook his head, "No, whoever created the evil deeds will be burdened with their consequences. His wife was a good person and currently here working as a chef for God Yama." Tou Hung asked again, "What does he have to do to prevent himself from wearing the king when he dies?" The guard replied, "If he doesn't want to be strapped with the king, he has to give all of his possessions away to charity. It may possibly lessen his crimes." Tou Hung told the whole stories of his conversations with the guard to his wife. His wife advised him to do good deeds when he returned back to the living world. Doing good deeds will redeem the terrible mistakes he made in the past. Tou Hung bid farewell to his wife and promised to meet again 3 years later at the Manma market. When he returned home,
Tú Huân gathered his money, rice and wheat, and donated them to the poor. After 3 years, he had already distributed about 75% of his wealth to charitable causes. Then he went to the Manma market, and his wife took him to the underworld again. Tu Huong hurriedly went to the prison locations, and this time he saw that the king was much smaller than before. He asked the guards why the king changed its size. They replied that perhaps Ba Hu Huang in the living world had repented, stopped doing evil deeds, and only focused on doing good deeds for the world. A few days later, when already back on earth, Tu Huong sold all of his property to help the poor. He also built the Jukta Temple, commonly known as Mr. Huong's Temple. Furthermore, he organized the dredging of a canal near the Deng Vang area and constructed a long stone bridge near the Dam Nai River. Today, the canal and the bridge are named after Tu Huong. After all of that, Tu Huong went to the confluence of Dam Nai and Ya Den River to hire people and build a large raft. On top of the raft, they constructed a simple leaf house. Inside the house, there were all types of pots and pans with rice and firewood available for travelers to rest and to stay for the night at free of charge. As time passed by, people liked to bond in this area to do trade and sell. It was commonly referred as Nha Be or the Raft House, which is now Huynh Nha Be or Raft House District, located in the south of Vietnam. In Nha Be, there is a famous saying, whoever comes to Nha Be, be grateful of the fresh water and bamboo raft made by Tu Huong. As for Tu Huong, he eventually grew old and died of natural causes. When his soul descended to the underworld, the king was nowhere to be found. Later on, God Yama granted Tu Huong to reincarnate as a son of a wealthy family with many influences and always worked endlessly to help the unfortunate. Dear children, according to the law of cause and effect, we know the assertion of you reap what you sow. For example, if we plant an orange seed, we will get an orange tree and we will reap orange fruits. However, there is a time and we ask, why are some people doing evil and terrible deeds, causing so much havoc and crimes in the process, and they still live in peace, feel secure, and continue to have a wonderful life? On the contrary, there are people who perform good deeds throughout their lives, such as offering donations to temples, publishing Dharma scriptures, contributing to charities, building temples, setting up hospital, building roads and bridges. However, these people would often encounter unfortunate events and suffer devastating losses in their lives. You should realize some seeds are sown and give fruits right away, but there are fruits sown and will take a while to bear any fruits. Just like that, there are things we do in previous lives that cause us to experience the karmas or consequences in this life. There are things we do in this life that cause us to receive its karma results in the next life. Because there are evil deeds that occurred in the past, some would receive and suffer its terrible outcomes in the current life. They should not have resentments of those outcomes because, indeed, you reap what you sow. There is no God or Lord that has the power to punish us without reasons and causes. We often blame our parents and ancestors for creating unfavorable karmas, which force the children and grandchildren generations to suffer its consequences. We never like to admit our own failings and the mistakes we made in our previous lives that cause us these consequences. According to the faith,
My actions are my burden. As for the good deeds performed in this life, because of it is either too little or too trivial, it would not have immediate results. Sometimes the merit is already working and bearing results. Thus, it already have lessened the suffering and burdens that we are experiencing. We just don't really know about it. If the good deeds weigh more than the sins, people will surely be rewarded with happiness and fortunes. That means that happiness and fortunes come from the one who have created from many past lives, not by some gods who granted those wishes. Thus, we must understand the law of cause and effect can be applied in three places: past, present, and future. There are also immediate retribution, that is, immediate results or consequences. Sowing in this life will be reaping in the same lifetime. Children, from now on to the rest of your life, you should always strive to avoid all evil deeds and perform good karmas. The Buddha has pointed out the way very clearly. If we live righteously in accordance with the Buddha's teachings, we will be happy for many lifetimes. In the Dhammapada, the Buddha taught that, "Think lightly not of goodness, it will not come to me. For by the falling of water drops, a water jar is filled. The sage with goodness fills himself. He soaks up little by little." Dear children, we hope that you will always keep the five precepts taught by the Buddha in your heart and always do good deeds and steer away from evil acts. We would like to say goodbye to you all now. See you next time.